Em tên là Nghi, em năm nay 18 tuổi. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 ở Canada. Em mới về Việt Nam một tuần trước, mình đi xin visa Mỹ. Em nhận được visa Mỹ rồi. Vì em đạt kết quả tốt bên Can nên là cũng thuận lợi lấy visa. Hiện tại em chọn học ngành truyền thông. Tại vì em không muốn ngồi văn phòng. Em muốn được đi đây đi đó, đi tham khảo chỗ này chỗ kia. Em muốn được biết nhiều hơn. Em muốn khám phá nhiều quốc gia, nhiều chỗ hơn. Em thấy em hoạt bát hơn, em chịu đi ra ngoài hơn. Em cũng tự, mấy cái công viên đó là em tự ép mình ra ngoài hơn á. Tại vì cái lúc đó em chỉ còn học có một môn thôi, em còn nhiều thời gian rảnh á. Em cũng chịu khó ra ngoài hơn. Nên là cũng, mình cũng vui hơn, mình cười hơn. Mình tự, mình bắt đầu, em cũng bắt đầu đọc sách, cũng bắt đầu viết nhật ký nè. Xong rồi về đây em cũng kiểu, tại vì em cũng kiểu dành thời gian bản thân nhiều hơn nên là giờ em cũng thấy thoải mái hơn, em chịu khó nói chuyện hơn. Chắc là kiếm nhiều bạn nước ngoài hơn. Tại đợt em qua Việt Nam chưa có nhiều bạn nước ngoài, mới chỉ chơi với đa số là Việt Nam. Em có vài mấy bạn Hàn Quốc nữa thôi, chứ chưa có nhiều bạn Tây. Em có một công việc có mức thu nhập cao, 8 số 0. Em New World hỏi chờ em quá trời, em nhớ tối, bên đó em gọi điện chị Ngân, chị Ngân ơi giờ em nộp đại học sao? Bên đó em lúc là 11 giờ tối. Chuẩn bị hồ sơ kiểu cũng làm bên New World hỗ trợ em luôn. Em cảm ơn New World.